vị khán giả thân mến, có lẽ những hình ảnh về người mẹ, người vợ tảo tần hâm sớm vất vả mưu sinh luôn gợi lên trong chúng ta rất nhiều những cảm xúc về sự hy sinh, về sự chịu thương, chịu khó. Và đôi khi đằng sau những hình ảnh lam lũ ấy là cả một câu chuyện vượt khó đầy gian nan mà chính những người vợ, người mẹ ấy đang phải gồng gánh trên vai mình vì trách nhiệm của một người trụ cột. Và trở lại với chương trình Chắp cánh ước mơ kỳ này sẽ đưa quý vị khán giả cùng đến với một câu chuyện như thế. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Phan Thị Búp, ngụ ở ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh hở van tim hai lá và các thành viên còn lại cũng có sức khỏe không ổn định, nhưng chị Búp và tất cả các thành viên trong gia đình đang nỗ lực hết mình vì niềm tin, vì những ước mơ cho tương lai của con trẻ. Và ngay sau đây, Tú Vinh mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đầu tiên về gia đình. Ngày nào cũng vậy, khi phiên chợ quê vừa bắt đầu nhộn nhịp, bà con đã bắt gặp hình ảnh chị Búp cầm cùi bên mâm bánh cam quen thuộc bất kể ngày mưa hay ngày nắng. Để có được những chiếc bánh cam thật ngon bán cho khách, chị phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị các khâu nhào bột, làm nhân, nặn bánh cho đến chiên bánh. Sau mỗi buổi chợ tan, chị chỉ mang về cho gia đình dọn dẹn 40-50 ngàn đồng. Dù có nhọc nhằn vất vả, nhưng người mẹ, người vợ này vẫn hết lòng tận tụy với công việc. Niềm mong mỏi duy nhất là giúp cho gia đình bớt phần chật vật, hai đứa con trai sẽ được tiếp tục đến trường. Sau một đêm ròng rã mưu sinh, trở về nhà, chị chẳng dám ngơi nghỉ mà phải tất bật với chuyện bếp núc. Mồ côi mẹ từ nhỏ sống với người dì, nỗi mất mát thiếu thốn khi vắng đi một vòng tay yêu thương của cha mẹ khiến chị không ít lần buồn tủi. Nhưng từ chính những mất mát ấy đã rèn cho chị tính kiên cường, mạnh mẽ để bước qua những đoạn đường chông chênh, khúc khuỷu của cuộc đời. Thương người phụ nữ đảm đang tháo vát và như cảm thông cho một tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh, anh Hồng Văn Tuấn, người đàn ông cùng quê, đã nguyện gắn bó cùng chị, mong rằng tình yêu thương của mình sẽ phần nào bù đắp được những tuổi buồn mất mát trong chị. Nhưng mười mấy năm cưới nhau, bao nhiêu khó khăn cứ chồng chất. Cuộc sống anh chị cứ mãi lên đên khắp nơi với đủ nghề làm thuê, làm mướn. Có khi cả gia đình anh phải dắt díu nhau lên tận các tỉnh miền Đông để mưu sinh. Thế nhưng cảnh mưu sinh nơi xứ người cũng chật vật khó khăn, nên anh chị phải lặng lẽ về quê và gắn bó với nghề bán bánh cam và bánh bao để các con tiếp tục được đến trường. Rồi sóng gió bất ngờ ập tới khi anh bị phỏng nước sôi trong một lần qua đò và phải nằm viện hơn 2 tháng ròng rã. Vậy là suốt khoảng thời gian dài, gia đình chỉ còn một mình chị lo toan gánh vác. Căn nhà này được xây nên đã gần 10 năm từ những tấm lòng hảo tâm của bà con lối xóm dành cho đôi vợ chồng nghèo giữa lúc khó khăn thắt ngặt. Sau bao nhiêu năm dựng cất, mái tôn đã hoen gỉ, mái lá đã bạc màu cũ kỹ, dột nát những khi trời mưa. Chẳng thể tự tay dựng cất lại mái nhà lành lặn hơn, nhưng cũng không đủ khả năng để sửa sang lại cho các con có một nơi ở ấm cúng. Những người làm cha làm mẹ như anh chị phải đêm ngày âu lo trăn trở. Tất tả mưu sinh với đủ nghề, để rồi mấy năm nay anh phải đối mặt với căn bệnh thoái hóa cột sống với những cơn đau nhức dữ dội và không ít lần công việc phải gian dở giữa chừng. Thế nhưng nén lại đớn đau, anh lại tiếp tục bươn chải để lo cho gia đình, khi làm bánh phụ vợ, khi tiếp tục bôn ba lên các tỉnh miền Đông khuân vác nặng nhọc. Mang trong mình căn bệnh hở van tim hai lá, nỗi mệt nhọc vẫn len lỏi trong từng hơi thở. Nhưng chị Búp có bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ, bởi tình yêu thương dành cho gia đình, cho các con luôn là sức mạnh để chị kiên nhẫn làm việc. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, những chiếc bánh cam không chỉ là nghề mưu sinh của cả gia đình, mà nó còn chất chứa bao dư vị ngọt ngào của tình cảm yêu thương gia đình mà anh chị đã dành cho nhau trước bao khó khăn thử thách. À, dạ, xin chào anh chị ạ. Em rồi. Dạ. Giới thiệu với anh chị, em là Tước Vinh ở chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Dạ. Hình như là thấy anh chị đang làm bánh.
mà Vinh biết là chị bán bánh cam đúng không? Dạ. Cái này là bánh cam hả chị? Bánh hả? Cam à, em thấy cũng lâu mà chưa có biết làm sao hết trơn á. Hay là chị chỉ cho Vinh làm chút xíu được không? Cho Vinh tham gia chút nha. Một ngày vậy là mình làm bao nhiêu cái bánh này hả chị? Một ngày chị làm 100 cái trở lại. Nửa đêm chị thức, 1 giờ, 1 rưỡi, nếu chị trễ lắm thì 2 giờ để kịp chợ bán buổi sáng. Bán xong về là chị cơm nước rồi khoảng 8 giờ rồi chị chiên nữa. Chị chiên xong 12 giờ trưa chị đội đi bán nữa. Quá là cực. Rồi anh thì anh có phụ chị làm bánh hay không? Không có, giò nhân đầu tiết. Bột ở nhà rửa chén rồi bán tiếp bây giờ. Dạ. Nhưng mà hình như em có nghe nói là anh cũng đang đi làm ở đâu mà phải không? Đi làm ở Bình Phước á. Dạ. Cho nên đi làm bị gai cột sống á, rồi làm chung móc xếp chung với người ta mà làm nặng không nổi thì nghỉ. Dạ. Về đây. Vậy là bây giờ anh cũng mới vừa nghỉ việc về đây. Khoảng 3-4 ngày nay. Nhưng mà đi làm xa vậy là anh phải ăn ở đó luôn rồi. Đúng rồi, anh ở đó mướn trọ ở đó rồi được có cái là chủ bao cơm, bao thuốc rồi cho nên cũng kiếm được ngày 70-80, nhiều khi cũng có hơn. Rồi anh duy trì làm ở đó được bao lâu thì nghỉ anh? Khoảng 2 tháng. 2 tháng hả? Rồi. Nhưng mà trước đó nữa thì anh làm công việc gì ạ? Ở nhà thì cũng đi bán bánh bao. Anh có nghe nói là lúc đi bán bánh thì hình như anh cũng bị một cái tai nạn nào đó mà phải nghỉ làm đúng không? Có, lúc đi đang đi bán rồi qua phà. Cho nên là cái xe nó đổ nước sôi vô người. Rồi. Cũng nghỉ không hơi lâu. Rồi cái khoảng thời gian đó là chắc chị cũng phải chật vật vất vả để chăm anh. Chị cũng phải cố gắng, cũng phải làm bánh để đi đội đi bán để lo cho các con ăn học. Thì cô bác ở xóm giềng người ta cũng giúp đỡ cho tiền, gạo, đường, sữa. Thì mình cũng điều trị ở bệnh viện Chợ Ôm cho anh qua. Rồi xong anh nằm tĩnh dưỡng thì quay mà phải tiếp tục bán lại. Vì phải việc học của con cái hàng ngày, phải lo trong gia đình. Lúc hai đứa còn nhỏ đi công làm được ra tiền mua gạo. Ở nhà sớm người ta cho đó, chỉ có ở người bà con cho được con heo nhỏ chị nuôi, mà đến khi cô bác nó cho cơm nguội nấu cho heo, chị lấy phần cơm đó chị nấu lại chị ăn nữa. Cảnh khổ chị, khi đêm nằm xuống chị khóc không biết than với ai, nghĩ về đến con. Rồi đến khi con học được thành tài thì chị mới hết sức mình. Dù chị ngã gục, chị cũng nghĩ đến con thì chị gắng cố gắng. Khi đội mâm bánh mà như mình ngất xỉu đi thì cũng phải gắng gượng để bán cho hết bánh mới về được, chứ không thể nào ế được. Rồi lúc mà hay tin anh bị tai nạn vậy, chị lúc đó đang làm gì rồi chị? Lúc đó chị đang làm bánh. Rồi chị không có biết gì nữa hết, tại vì anh phỏng chín hết phần thịt này luôn. Còn lúc đó tâm trạng của anh như thế nào? Mình nghĩ là khi đang là một người trụ cột trong gia đình mà chẳng may bị tai nạn như vậy, thì cái điều mà anh nghĩ nhiều nhất lúc đó? Vậy là chắc có lẽ vợ em nuôi cho con chắc không nổi. Bởi vì có mình ở gánh vác, mà vợ tôi thì nó cũng bệnh, nó bị hở bên tim. Chỉ nghĩ về con. Mà anh gắng, cố gắng mà đi gượng lên rồi. Rồi sau đó là lại tiếp tục về là đi bán bánh bao tiếp. Dạ, anh hết cũng hơi lạnh lạnh vậy chút xíu cũng gắng chạy đi. Rồi anh cũng vừa mới chia sẻ là chị là bị bệnh hở van tim. Chị phát hiện lâu chưa? Chị bị hồi khoảng 3-4 tháng nay. Chị lúc nào cũng có một cái cảm giác nặng nề trong trái tim, đè nặng. Bác sĩ chưa nói gì hết, cứ mình lãnh thuốc uống hoài. Nhưng mà em thấy thức khuya dậy hoài nó sẽ càng ngày càng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chị. Sao chị không tìm một cái công việc nào đó nó phù hợp với sức khỏe mình hơn? Tại vì ở đây thì không có công việc gì. Từ nhỏ thì chị đã có cái nghề, rồi thì chị cứ làm để thấy ổn định hơn và có tiền hàng ngày. Mình làm mướn thì người ta ngày mướn ngày không. Hồi nãy là anh có nói với mình là khi mà đi làm bốc vác vậy là bắt đầu phát hiện là mình bị cột sống. Thoái hóa cột sống. Gai cột sống. Coi như anh về đây anh hút thuốc nam còn phơi ngoài đó. Nó uống mà thuốc nam. Uống tiếp.
Chứ giờ đi nói bác sĩ nói giờ nếu vậy dài ấy phải đi giải phẫu. Tiền thì không có, thôi anh muốn Nam cho nó qua rồi mà. Rồi bây giờ anh về anh dự định là đi bán phụ chị hay sao? Anh về anh đi bán bánh bao, giờ anh đi bán bánh cam. Lại tiếp tục là quay trở lại nghề cũ. À, chứ giờ đi mặn nặng hết nổi rồi. À, anh Tuấn cho Vinh hỏi một chút xíu về ngôi nhà mình đang ở nè anh. Thì Vinh thấy là hình như ở phía trước mình cũng có cái mặt tường là cũng được xây. Rồi nhà này hình như Vinh có nghe nói là mình được nhà nước hỗ trợ. Trước nhà thì vách lá dột dữ lắm, dột mưa xuống cái như ngoài sân như bây giờ luôn, mưa chảy ổn ổn xuống luôn. Vợ chồng con cái mua xuống chỉ ngồi nuôi giạt đó rồi ngồi đó rồi khóc thôi chứ không. Nói chung cũng nhờ chính quyền địa phương xã cũng thương tình để cho được căn nhà. Nhưng mà Vinh thấy vách lá nè là cũng mục hết trơn rồi, rồi phải lấy ni lông rồi che chắn lại. Hôm đó mưa quá rồi nó hư hết đi, mưa quá cái nó bị tạt. Bị tạt cái đầu cái ổ điện ngay đó thì nước mưa vào nó bị mát. Nhà chị bị cháy điện hai lần rồi. Rồi mới mua được lá để chị dừng lên bên đó là nó hơi đỡ lại là che cái phần điện. Bây giờ cột đoàn ta là nó gãy hết. Mà tại chị che cao su là không thấy thôi. Nãy giờ Vinh quên mất hỏi hai đứa nhỏ có ở nhà không chị? À, bé nhỏ thì đi học, còn có bé Linh ở nhà. Vinh có nghe nói là anh chị có hai bé. Thì hai là bé. Con lớn của anh chị thì đang học năm nhất đại học, thì hình như là sức khỏe của em cũng không có được tốt lắm. Sức khỏe của em thì vào năm lớp 4 thì em đã bị viêm đa khớp. Nhưng hoàn cảnh chị nghèo không có điều trị đến cho em hết qua được, chỉ uống thuốc qua lo là thuốc nam. Giờ em thói quá đa khớp. Rồi như vậy là cái khó khăn nó càng chồng chất hơn khi mà bây giờ em thấy cả nhà chị rồi anh rồi cả bé lớn ở nhà đều là bị bệnh hết. Rồi còn bé kế thì sao chị? Bé kế cũng giỏi giang lắm. Đi học rồi về phụ mẹ hết. Khi mà chị đau nhất thì bé cũng bóp tay bóp chân cho mẹ, cũng học được. Kể về hai đứa con trai, chị Búp không giấu được niềm tự hào vì sự chăm ngoan hiếu thảo của các con. Cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ, hai đứa con của chị luôn cố gắng nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình để làm cha mẹ vui lòng. Em Hồng Tấn Đạt là con út trong gia đình, đang học lớp 10. Thương mẹ sức khỏe yếu, Đạt thường đảm đương việc nhà thay mẹ. Những công việc dù nhỏ nhặt, giản đơn, nhưng nó vẫn đong đầy tình yêu thương của một người con hiếu thảo dành cho gia đình. Sinh ra và lớn lên trong khó nghèo, bệnh tật với chứng thoái hóa đa khớp, em Hồng Tấn Linh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức. Nhưng điều ấy không làm mất đi trong em niềm đam mê được cấp sách. Suốt 12 năm chăm chỉ học tập, rèn luyện trong cảnh thiếu thốn của cuộc sống gia đình, cánh cửa đại học đã rộng mở để đón chào cậu học sinh nghèo vượt khó. Quyết tâm được trở thành một thầy giáo dạy sử giỏi trong tương lai của Linh vẫn được em từng ngày thực hiện bằng những giờ học chăm chỉ ngoài giờ lên lớp. Trở về nhà sau những ngày học tập xa nhà, Linh luôn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi quý báu để phụ cha mẹ làm việc nhà. Với em, đó là niềm vui, là hạnh phúc, bởi mình có thể san sẻ được phần nào gánh nặng còn chất chồng trên vai cha mẹ. Và như một lời cảm ơn chân thành cho những hy sinh thầm lặng mà cha mẹ đã dành cho em suốt những năm tháng khó khăn nhất giữa cảnh nghèo. Đường tương lai của cậu sinh viên năm nhất sẽ còn rất dài và sẽ lắm khó khăn, thử thách. Nhưng tin rằng với tất cả đam mê và nghị lực, ước mơ đẹp của em rồi sẽ sớm trở thành hiện thực. Đang ngồi chặt củi ở đây hả? Chào Linh. Chào. Cảm ơn em. Chị cũng ngồi đi. Chị ngồi đi. Chị nghe mẹ nói là sức khỏe của Linh không được tốt, mà thấy về nhà cũng phụ giúp cha mẹ làm quá trời việc vậy luôn. Ngoài những việc học, khi được nghỉ thì em thường về nhà thăm nhà, gặp mẹ làm những công việc nặng như là chặt củi, thì nấu cơm là em cũng phụ giúp ba mẹ. Từ mày củi sắn nên mày làm bánh. Không có sức khỏe thì em đi đò hoặc là xe buýt về nhà. Còn nếu mà có sức khỏe thì em chạy xe đạp tuần thơ gì đây. Chạy xe đạp mấy tiếng mới về tới đây? Dạ khoảng 2 tiếng mấy. 2 tiếng mấy, trời. Bây giờ ở Cần Thơ thì em ở trọ hay ở sao?
Dạ không, tại không có điều kiện nên em ở ký túc xá. Dạ. Chi phí sinh hoạt thì là ba mẹ, cha mẹ làm rồi gửi tiền lên cho em, chứ bản thân em yếu ớt, không chưa đi làm được. Chưa đi làm được. Linh suy nghĩ như thế nào về cái sự hy sinh đó của ba mẹ dành cho mình? Em rất là thương ba mẹ, vì ba mẹ cực khổ mà giữ lo cho em đi học. Em muốn học thật giỏi để mở ra trường để đền đáp công ơn của ba mẹ. Thì em thấy cái sức khỏe của mình như thế nào? Sức khỏe thì cũng yếu anh chị ơi, tại tim em mệt rồi, đôi khi bây giờ bị bệnh đó nữa, đôi khi học hành nó gian dở. Nhưng mà chị thấy là cả gia đình cho đến giờ phút này đã rất là nỗ lực, ngay cả việc là em đi học xa rồi cố gắng duy trì cái việc học của mình và thực hiện cái ước mơ của mình cũng đã là một cái nỗ lực rất là lớn rồi. Bây giờ em học xa vậy nè, rồi thỉnh thoảng mới về thăm được ba mẹ, thì cái điều mà em trăn trở nhất là gì? Em trăn trở nhất là tại vì mẹ thì bệnh tim, đôi khi gọi điện về cho mẹ cái mẹ nói mẹ mệt, mà em học em đâu có về liền được đâu. Em thương mẹ lắm. À, chị có nghe mẹ nói rất là xúc động là có những đêm là 10 giờ đêm em chạy xe đạp từ Cần Thơ về nhà, tới 12 giờ đêm mới tới nhà. Mẹ nói với mẹ là vì con nhớ mẹ quá. Mong là với cái tình thương đó của cả gia đình mình dành cho nhau thì sẽ chiến thắng được số phận. Và tất cả những cái sự nỗ lực của mình một lúc nào đó mình sẽ được đền đáp. Ngày hôm nay đến thăm gia đình thì Vinh cũng biết là cả gia đình còn có rất là nhiều những cái khó khăn, mà cái món quà đầu tiên mà chương trình mang đến hy vọng là sẽ giúp cho cả gia đình mình ổn định hơn, yên tâm hơn, sẽ là một số tiền để mình xây lại một ngôi nhà mới. Đó là một câu chuyện đầy cảm động mà chúng tôi tin là quý vị sẽ có thể nhận về cho mình được rất là nhiều điều qua chương trình ngày hôm nay, về sự hy sinh, về những tình cảm và sự cố gắng của tất cả các thành viên trong gia đình. Và Tuyết Vinh thực sự rất vui và rất hạnh phúc khi có thể đứng đây vào lúc này để thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình trao món quà đầy ý nghĩa từ chương trình Chắp Cánh Ước Mơ đến cho gia đình của anh chị. Đó là số tiền 40 triệu đồng từ nhãn hàng tài trợ Sơn Expo. Và hy vọng là với số tiền này, gia đình của mình sắp tới sẽ có một ngôi nhà mới thật là khang trang và sẽ giúp cả gia đình cùng ổn định cuộc sống và an tâm để phát triển kinh tế cũng như là vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Thì Tuyết Vinh xin được thay mặt chương trình trao món quà này cho chị. Chị cảm ơn em. Trở lại đây khi một mái nhà khang trang vững chắc đã được mọc lên thay cho mái nhà cũ dột ngày nào, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đã thực sự về với gia đình trong ngôi nhà mới ấm áp, trên những nụ cười rạng ngời của từng thành viên. Cất lại những âu lo, tủi buồn về căn nhà cũ dột, giờ đây anh Tuấn và chị Búp đã có thể chuyên tâm lo cho những dự định tốt đẹp hơn cho gia đình ở ngày mai. Linh sẽ yên tâm học tập để sớm trở thành một giáo viên giỏi nghề trong tương lai. Nhọc nhằn mưu sinh, bao vất vả vượt qua nghèo đói, nên không dám mơ một mái ấm cho riêng mình. Xin cảm ơn chương trình Đài Truyền hình Vĩnh Long, nhà tài trợ Sơn Expo và chính quyền địa phương và cô bác xóm Ghiền nay đã giúp cho được một căn nhà. Tôi có căn nhà mới để yên ổn, để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Dạ xin chân thành cảm ơn. Quý khán giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình, xin liên hệ địa chỉ: chị Phan Thị Búp, ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, hoặc chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0706250555. Một căn nhà xinh thắp sáng niềm tin.
ấm lại lòng ta. Một căn nhà xinh mang bao nghĩa tình, một căn nhà xinh mang bao niềm mơ ước, một căn nhà xinh.